Chào cả nhà, hôm nay thì Kênh Thai TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái thông tin về cái kết quả tới phút thứ 16 thì Curaçao đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước đội tuyển quốc gia Indonesia ngay trên sân nhà của Indonesia nha quý vị. Đây là một cái kết quả không quá bất ngờ vì Curaçao họ được đánh giá là cao hơn rất là nhiều so với lại là đội tuyển quốc gia Indonesia. Họ xếp thứ 84 thế giới, còn Indonesia xếp thứ 155 thế giới. Và đây là một cái kết quả không có gì gọi là bất ngờ đối với lại là đoàn quân của bên phía Curaçao. Tuy rằng là ở trong cái quá khứ cách đây 3 năm thì Việt Nam của chúng ta đã làm khó rất là nhiều so với lại là đội tuyển Curaçao. Và chúng ta trong 90 phút thì chúng ta đã có những cái đường bóng nó tốt hơn và có những cơ hội nhiều hơn, rõ rệt hơn, nhưng mà do là chúng ta không có tận dụng được cái cơ hội cho nên là bắt buộc hai đội phải là hòa nhau và quyết định với nhau ở trên chấm đá phạt 11m. Và sau đó thì Curaçao đã thắng ở trận chung kết King Cup năm 2019 nha quý vị, chứ không phải là Việt Nam ta đã thua Curaçao. Tuy rằng là họ xếp trên chúng ta ở trên bảng xếp hạng FIFA, và bây giờ thì Curaçao đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước Indonesia với tỷ số là 1-0. Và bây giờ Thái TV xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video gần nhất. Quý vị và các bạn thương Thái TV thì hãy cho Thái TV một like, một comment, một share, một subscribe để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Và bây giờ xin chào.